Hello cả nhà, vậy là khi mà Nga dừng chân ở Việt Nam thì hôm nay Nga có đưa gia đình mình đi ra biển để mua hải sản nha. Chúng ta sẽ đi mua hải sản. Xin chào đứa con. Hai đứa con. Hai. Trời. Đẹp trai lắm nha. Ok, giờ bắt đầu mình sẽ chia chuyến hành trình mình đi khám phá đi biển nha các bạn. Biển còn có cái này nè. Căng đi. Cái áp này nó báo dù vô hồi tôi đây luôn á. Em mới về ngủ rồi. Gia đình mình muốn mua hết luôn rồi. Mực có mấy thứ vậy cô? Cầm lên coi. 2.530.000. Sao ghi vô? Ghi như căn sẵn vô đây. Ê, 1.290.000. Mấy cái này nhiều á. Dạ, 3 ký thôi. Đóng thùng cho con hết. Móc cây 50.000 ký chị. 3 ký bấm vô nè. Nói trong ngoài. Vội vàng của việc chuẩn bị. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Đây là em bé. Rất là nhiều luôn. Lấy cho nghe. Đây đây là tôm nhé. Lấy cho nghe cái thau đi. Hai sen bụng tàu nha các bạn. Đấy, lấy cái nồi bự vô. Đúng rồi. Ừ, còn gì nữa không? Cái nồi ấy em cứ để từ từ em cứ để đổ ra đó. Cơm bự lắm. Còn này là gì đây? Này cái mực còn ngọt nữa, còn đi ra cái này. Đây đây yên nó mực cái gì nữa. Cái đá này đá nữa. Đây yên nó mực cái cua nè. Kỳ lấy cho nghe cái thau. À đó thì mở gì? Đá thôi, nó xe bia. Con đi ra. Ra mua hai cái bình coi. Rửa bằng nước lạnh nha, không được muối nha, tại vì nước biển nó đã mặn rồi cho nên mình được muối sẽ không có ngon nữa. À, chút nghe nha. Còn đây là cái gì đây, chúng ta sẽ mò. Bí ơi, không không. À, mực. Mực cái gì nữa nào, cái gì ngon mới ngon. Cái gì lại đừng có vô. Ok. Mực trong này. Đây, đây là gì không quay. Như vậy ha. Okay. Mình bắt đầu sơ chế ha. Ở đây là mình là gia đình thì mình có đưa gia đình đi ăn chợ hải sản để mà mua hải sản để chế biến để ăn tối ngày hôm nay. Đây là ngày đầu tiên về Việt Nam của mình. Các bạn nấu chờ món mới nha. Nga sẽ tự tay nấu. Mình hấp nguyên con xong mình lấy kéo mình cắt ra mình ăn ha. Ngon thôi, con là hết rồi đó. Xong rồi, giờ mới gì lên nồi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ lên tiệc các bạn. Let's go. Siêu khổng lồ. Ok. Bảo chúng ta. Ok chưa? Rồi quay ok. 3 vô. Rồi. Vô. Cười lên, cười lên. Đây Bô Hiến kìa, Bô Hiến tới đi. Vì kiểu Mỹ, vì kiểu Mỹ. Nó còn chụp con hào không mất ngại là gì nữa. Con hào làm một chục con vô đó chứ đúng không? Bự lắm á, cái này hơn. Hái luôn đi. Đây mỗi đứa con mà. Hỏng đó mà to dữ luôn.
Quý vị đừng có bắt chước chị Hai Sơn Môi nha. Facebook ngoài đường có cái con số đạo giữa để người ta ăn. Chị nhớ đang ăn đi. Ta đang quay một chút để làm á. Dứt đi. Hết sạch. Vô. Hai ba. Hết luôn đi. Người nghèo ăn nhiều quá. Miễn tử. Hai chị em. Đâu phải chứ mày bữa mình cũng đi làm YouTube là mình phải ăn nhiều đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, hớp hết luôn. Bắn cho không? Vô. Quá dữ, quá dữ. Nhớ like và đăng ký kênh nhé. Ủng hộ Nga Sumo.